Ly kính chào quý vị, hôm nay là ngày sinh nhật của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cho nên Ly sẽ mời quý vị nghe một bài viết nói về Đại tướng Võ Nguyên Giáp nha quý vị. Mình là thế hệ trẻ, phải biết gì ta, phải biết uống nước nhớ nguồn, phải nhớ về các người những vị anh hùng có công với đất nước để chúng ta sống cho nó xứng đáng hơn. Mời quý vị nghe bài của Ngọc Hiểu viết nói về viết mới đây cách đây 5 giờ, là chắc là mừng kỷ niệm ngày ngày sinh nhật của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Mời quý vị nghe 10 điều đặc biệt của vị tướng huyền thoại, Tổng Tư lệnh chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu. Không được đào tạo qua bất kỳ trường quân sự nào, nhưng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh chiến dịch Điện Biên Phủ đã khiến cả thế giới nể phục. Một vị đại tướng duy nhất không được đào tạo ở một bất kỳ trường quân sự nào. Năm 1948, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh phong cho Võ Nguyên Giáp quân hàm đại tướng, thì trước đó ông đã được trưởng thành qua hoạt động chính trị, đi vận động quân chúng, phát triển lực lượng vũ trang, thành lập và xây dựng đội quân cách mạng từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Qua tôi luyện bằng thực tiễn chiến đấu và tiếp thu, nghiên cứu học tập kinh nghiệm đánh giặc của dân tộc ta và trên thế giới, Đại tướng Võ Nguyên Giáp trở thành vị tướng kiệt xuất mà không học qua bất kỳ một trường lớp quân sự nào. Hai, đại tướng trẻ trẻ tuổi nhất. Ngày 20 tháng 1 năm 1948, Hồ Chủ tịch ký sắc lệnh số 110 gạch ngang SNL, tức là sắc lệnh phong quân hàm đại tướng cho ông Võ Nguyên Giáp, tổng chỉ huy quân đội quốc gia và dân quân tự vệ. Ngày 25 tháng 8 năm 1948, tại xã Phú Bình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, diễn ra lễ thụ phong hàm đại tướng cho Võ Nguyên Giáp. Ông là quân nhân đầu tiên không qua các cấp trung gian, cấp bậc quân hàm trong quân đội, được đặc cách phong quân hàm đại tướng đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam khi mới 37 tuổi, và cũng là vị đại tướng trẻ tuổi nhất nhưng cũng hiển hách nhất. 3. Vị tướng gần gũi xuất sắc nhất được Hồ Chủ tịch tin tưởng giao trọng trách to lớn. Tháng 6 năm 1940, tại Côn Minh, Trung Quốc, Võ Nguyên Giáp được gặp Nguyễn Ái Quốc, và từ đó ông luôn có may mắn và vinh dự được sống và chiến đấu bên cạnh người. Được người dìu dắt giao nhiệm vụ rèn luyện thử thách trong thời kỳ đầu cách mạng. Ngày 22 tháng 12 năm 1944, tại Cao Bằng, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập do Võ Nguyên Giáp trực tiếp chỉ huy. Đội quân đó đã góp phần quyết định vào thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945, lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Năm 1950, trước khi mở màn chiến dịch biên giới, ông đã cân nhắc và chọn điểm đột phá giữa thị xã Cao Bằng và Đông Khê. Sau khi trực tiếp nắm tình hình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã quyết định bỏ Cao Bằng để đánh Đông Khê, để mở màn cho chiến dịch. Đây là quyết định lịch sử đầu tiên của ông, có ý nghĩa đánh điểm diệt viện. Trước khi khai màn chiến dịch Điện Biên Phủ với vai trò là Tổng Tư lệnh, ông được Hồ Chủ tịch căn dặn: "Tướng quân tại ngoại, trao cho chú toàn quyền, có vấn đề gì khó khăn, bàn bạc thống nhất trong đảng ủy, thống nhất với cố vấn thì cứ quyết định rồi báo cáo sau. Trận này rất là quan trọng, phải đánh cho thắng." Thấm nhuần lời dặn của Hồ Chủ tịch, ông đã thay đổi phương châm đánh từ đánh nhanh, thắng nhanh sang đánh chắc, tiến chắc, để làm nên Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Sau này, trong cuốn hồi ký Điện Biên Phủ điểm hẹn lịch sử, ông đã thổ lộ rằng: "Tôi đã thực hiện được một quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời chỉ huy của mình."
trong cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân năm 75, khi tình thế cấp bách trước thời khắc vận mệnh của lịch sử nắm bắt thời cơ chiến lược, ông đã hạ lệnh thần tốc hơn nữa, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng giờ, từng phút, xốc tới mặt trận giải phóng miền Nam. Mệnh lệnh đó ngay lập tức đã được truyền đạt tới toàn quân và trở thành một sức mạnh phi thường để rút ngắn thời gian giải phóng miền Nam từ 2 năm, tức là 1975 đến 1976, xuống 1 năm, tức là vào 1975, và cuối cùng là 55 ngày đêm giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc. 4. Vị tướng hậu cần vĩ đại nhất mọi thời đại. Điện Biên Phủ là tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương và được cả Pháp lẫn Mỹ cho rằng đây là pháo đài bất khả xâm phạm, con nhím khổng lồ giữa núi rừng Tây Bắc. Trong chiến tranh hiện đại thì hỏa lực là yếu tố vô cùng quan trọng, góp phần quyết định sự thắng bại. Trong điều kiện địa hình rừng núi Tây Bắc hiểm trở, quân ta khó có thể đưa được các loại pháo lớn vào thung lũng Mường Thanh. Tuy nhiên, các tướng Pháp tại Điện Biên Phủ đã không ngờ đến sự sáng tạo của quân đội ta là tháo rời từng bộ phận của khẩu đại pháo, của khẩu đại bác và súng hạng nặng, sau đó vận chuyển bằng các phương tiện thô sơ để mang lên các ngọn đồi lắp ráp lại để tấn công bằng những đòn khai hỏa. Chính các lực lượng pháo binh, pháo cao xạ tại chiến trường Điện Biên Phủ đã làm cho nhiều toán lính Pháp choáng váng và mọi toan tính của Pháp bị đảo lộn. Tướng Nava từ không ngờ đến bất ngờ dẫn đến phải chấp nhận bất lực vì những chiếc xe đạp thồ chất đầy lương thực, vũ khí, quân, thuốc men, đạn dược được điều khiển bởi những con người bằng ý chí khoét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt của những thanh niên xung phong dân công hỏa tuyến phục vụ chiến đấu và chiến đấu. Nhà sử học người Mỹ đã viết Võ Nguyên Giáp là vị tướng duy nhất trong lịch sử hiện đại tiến hành chiến đấu chống kẻ thù tư thế vô cùng yếu, thiếu trang bị, thiếu tài chính, nhưng là một vị tướng hậu cần vĩ đại của mọi thời đại. 5. Kiến trúc sư của những sáng tạo nghệ thuật quân sự lớn nhất trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Nhận xét về nghệ thuật quân sự của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thượng tướng Giáo sư Hoàng Minh Thảo nói, Ly nhớ ông Hoàng Minh Thảo có những cái lông mày rất là dài quý vị. Nói, Võ Nguyên Giáp là bậc thầy của cách đánh, anh luôn tìm cách đánh độc đáo và sáng tạo. Anh là vị thống soái có tài thao lược kiệt xuất. Trong mỗi trận đánh, ông đã bộc lộ tài năng kiệt xuất với những sáng tạo nghệ thuật quân sự độc đáo. Trên cơ sở kế thừa có hiệu quả nghệ thuật đánh giặc của Tổ tiên và những chỉ dẫn của Hồ Chủ tịch, tiếp thu và học tập nghệ thuật quân sự Đông Tây, ông học cả binh pháp Tôn Tử, đại tướng thích đọc binh pháp Tôn Tử với nghiên cứu kỹ về Napoleon. Cho nên mới nói là tiếp thu và học tập nghệ thuật quân sự Đông Tây là vậy đó. Ông đã phát huy lên tầm cao mới nghệ thuật chiến tranh nhân dân, trở thành một nét đặc sắc trong nghệ thuật quân sự Việt Nam. Đó là cuộc chiến tranh toàn dân tham gia, toàn diện trên các mặt trận, kết hợp quân sự, chính trị và ngoại giao, kết hợp chiến tranh du kích với chiến tranh chính quy. Chiến thắng Điện Biên Phủ 65 năm trước là sự thể hiện nhãn quan chính trị của ông trong việc đánh giá thời cơ chiến lược, bảo đảm chắc đánh, chắc thắng. Ông không bao giờ chấp nhận một chiến thắng mà phải trả bằng mọi giá. Vì vậy, ông là người sáng tạo ra nhiều cách đánh độc đáo chưa hề có trong lịch sử chiến tranh cả ở Việt Nam và trên thế giới, như phương châm tác chiến đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung, nghệ thuật tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu, đánh chắc, tiến chắc, đánh điểm diệt viện, kết hợp vận động chiến với công kiên chiến. Cái câu công kiên chiến thì Ly không có hiểu.
Chính nghệ thuật quân sự và cách đánh độc đáo đã gây cho đối phương nhiều bất ngờ, lúng túng, bị động đối phó, làm chuyển hóa căn bản trong tương quan lực lượng, gây suy yếu cho địch và đánh bại hoàn toàn ý chí gây chiến tranh xâm lược, trong khi pháp quân đang hùng, tướng đang mạnh, vũ khí đang đầy kho. 6. Vị tướng duy nhất liên tục đánh bại Pháp và Mỹ và cũng là vị tướng đánh bại nhiều đại tướng nhất. Trong 30 năm làm bí thư quân ủy Trung ương, Tổng tư lệnh quân đội, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng từ 1946 đến 1976, ông đã tổ chức chỉ huy quân và dân ta lần lượt đánh bại các đạo quân xâm lược của phát xít Nhật để giành chính quyền trong cách mạng tháng 8 năm 45. Sau đó là đánh thắng đội quân viễn chinh Pháp gần 20 vạn tên và cuối cùng là đánh bại đội quân xâm lược tinh nhuệ của đế quốc Mỹ 54 vạn quân cùng 6 vạn quân đồng minh của Mỹ. Nhà báo Pháp Claude Formorty viết, ông vẫn còn lưu lại trong lịch sử như một trong những tổng tư lệnh chiến tranh vĩ đại của thế kỷ 20, người duy nhất liên tục đánh bại Pháp và hạ thủ Mỹ. Theo hãng tin AFP của Pháp, tướng Giáp được xem là một trong những nhà chiến lược quân sự vĩ đại nhất trong lịch sử và là kiến trúc sư cho các chiến thắng lẫy lừng chống lại Pháp và Mỹ. Trong lịch sử thế kỷ 20, thế giới không có một vị tướng nào như Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Vị tướng đã đánh bại nhiều tướng nhất và được cả thế giới vinh danh. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 1946-1954, một loạt các tướng nổi tiếng của nước Pháp lần lượt bị ông đánh bại. Gồm có là một ly đọc không được cho nên là đi đếm đi. Một ông, hai ông, ba ông, bốn ông, năm ông, sáu ông, bảy ông, tám ông, tám ông, chín ông, tổng cộng là chín ông. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975, từ năm 1955 đến năm 1960, Mỹ đã phải thay hai đại sứ Mỹ ở miền Nam. Từ 1961 đến 64, tướng Hankin bị triệu hồi. Tháng 8 năm 64, Tổng tư lệnh William Westmoreland thay thế Hankin và trở thành vị chỉ huy cao nhất của quân đội Mỹ tại chiến trường miền Nam Việt Nam. Từ năm 1962 đến 1968, tướng McNamara sang Việt Nam với vai trò là kiến trúc sư trưởng, nhưng liên tiếp không được như Mỹ mong đợi. Với sự phá sản của các chiến lược kế hoạch chiến tranh ở miền Nam, từ năm 65 đến 75, Tổng tư lệnh Abram được thay bằng nhưng chính vị tướng này lại là người cuốn cờ để rút quân về Mỹ. Như vậy, Mỹ đã phải 4 lần thay tướng tổng tư lệnh. Ngoài ra, quân đội Mỹ còn bị thương vong 20 tướng khác trong chiến tranh Việt Nam, chưa thèm kể đại tướng của Việt Nam Cộng Hòa nhé. 7. Vị tướng danh tiếng nhất trong lịch sử thế giới còn sống sau khi được lựa chọn, sau khi được bình chọn. Đại tướng Võ Nguyên Giáp được lựa chọn là nhân vật thứ 59, tức là nhân vật nổi bật nhất kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai cho tới hiện nay. Dukan Toron, tác giả cuốn sách Những vị tướng lừng danh, xuất bản tại London đã viết, Võ Nguyên Giáp là một trong 21 vị danh tướng của thế giới trong 25 thế kỷ qua, từ thời Alexander Đại Đế đến Hannibal, rồi đến thời cận hiện đại. Những người đã có chiến công tạo nên bước ngoặt của nghệ thuật chiến tranh. Tân Bách Khoa Toàn Thư của nước Anh, trong chuyên mục giới thiệu các danh tướng thế giới từ cổ đại cho đến ngày nay, đã giới thiệu hai danh tướng Việt Nam là Trần Hưng Đạo và Võ Nguyên Giáp.
trong cuốn sách được xuất bản tại Anh năm 2008 mang tựa đề Những nhà lãnh đạo quân sự lớn và những chiến dịch của họ, giới thiệu 59 nhân vật danh tiếng nhất trong lịch sử các cuộc chiến tranh của thế giới trong 2.500 năm qua. Thứ tự được xếp theo trình tự thời gian từ cổ đến kim. Đại tướng Võ Nguyên Giáp được lựa chọn là nhân vật thứ 59, tức là nhân vật nổi bật nhất kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai cho đến hiện nay, và cũng là người duy nhất trong 59 nhân vật vẫn còn sống khi cuốn sách được xuất bản. Có nghĩa là đại tướng Võ Nguyên Giáp là cái người được bình chọn duy nhất là được đọc chính cái cuốn sách mà người ta bình chọn về mình. Và ông cũng là một trong số ít các nhân vật trở thành huyền thoại ngay cả khi đang còn tại thế. 8. Vị tướng thiên tài về quân sự lớn nhất thế kỷ 20 được đối thủ của mình nể phục nhất. Năm 1984, trong hội nghị các nhà nghiên cứu quân sự hàng đầu thế giới được tổ chức tại thủ đô Vương quốc Anh, đã nhất trí bầu chọn Võ Nguyên Giáp là một trong 10 vị tướng huyền thoại xuất sắc nhất mọi thời đại của nhân loại. Kỷ niệm 60 năm ngày phát hành số đầu tiên của Time, tờ báo châu Time Asia, thời báo châu Á, với số đặc biệt đã giới thiệu danh sách các anh hùng châu Á, đại tướng Võ Nguyên Giáp được tạp chí này đánh giá là một trong những người có tầm ảnh hưởng lớn đến cục diện khu vực trong những thập niên nửa cuối thế kỷ 20. Nhiều nhà nghiên cứu, nhà sử học, nhà chính trị, quân sự trên thế giới cũng đánh giá ông là một thống soái vĩ đại, một thiên tài quân sự lớn nhất của thế kỷ 20 và là một trong những vị tướng vĩ đại nhất của mọi thời đại. Từng là kẻ thù trên chiến trường Việt Nam, nhiều tướng lĩnh cao cấp nhất của Pháp và Mỹ, dù đã bị đại tướng Võ Nguyên Giáp đánh bại nhưng họ vẫn thể hiện sự kính phục sâu sắc dành cho ông. Tướng De Castari, chỉ huy quân viễn chinh Pháp tại Điện Biên Phủ, đã phải thành thực thốt lên rằng: "Tôi thừa nhận tướng Giáp rất sành sỏi, binh nghiệp và khôn ngoan hơn tôi, tài giỏi hơn tôi, đã đành mà còn hơn cả tướng Kony và Nava. Tôi hân hạnh được làm đối thủ của tướng Giáp, được làm kẻ chiến bại trực tiếp của một người tài giỏi như tướng Giáp. Tôi ngưỡng mộ và kính trọng ông." Tướng Mỹ William Westmoreland thì nói: "Mọi đức tính tạo thành mọi nhà lãnh đạo quân sự lỗi lạc như sự quyết đoán, sức mạnh tinh thần, khả năng tập trung, trí tuệ và hành động, trí thông minh, tất cả đều có ở tướng Giáp, một vị chỉ huy vĩ đại." Vị tướng viết nhiều chính là vị tướng viết nhiều sách nhất. Ngoài một vị tướng chỉ huy quân sự lừng danh, đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một tác giả đóng góp vào kho tàng lý luận về chiến tranh nhân dân, về học thuyết quân sự Việt Nam, vào kho tàng sử học và văn học của nước nhà với 64 đầu sách với hơn 10 vạn trang in. Các tác phẩm nổi bật của ông như Từ Nhân Dân Mà Ra, Điện Biên Phủ, Điểm Hẹn Lịch Sử, Những Năm Tháng Không Thể Nào Quên, Chiến Đấu Trong Vòng Vây, Đường Tới Điện Biên Phủ, Tổng Hành Dinh Trong Mùa Xuân Đại Thắng. Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà văn hóa, nhà khoa học, nhà lý luận quân sự hàng đầu của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. 10. Vị tướng sống lâu nhất từng được biết đến trong lịch sử quân sự thế giới và cũng là vị tướng dĩ công vi thượng nhất. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là vị tướng có hạnh phúc lớn nhất, là người sống thọ nhất trong số những người lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, quân đội kể từ năm 1945 đến nay. Với tuổi thọ 103, ông sinh ngày 25 tháng 8 năm 1911 và mất ngày 4 tháng 10 năm 2013. Võ Nguyên Giáp là vị tướng có uy tín lớn trong nước và trên thế giới, không chỉ vì tài năng và sự nghiệp của ông đã cống hiến mà còn vì phẩm chất đạo đức trong sáng, hết lòng yêu nước thương dân, toàn tâm toàn ý phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc. Nét đẹp cao quý nổi bật nhất, tập trung nhất về nhân cách của ông chính là tư tưởng, tinh thần, dĩ công vi thượng, luôn sống và hành xử nghiêm tốn,
khiêm tốn, giản dị, thanh cao, quyết đoán, dân chủ và bao dung nhân hậu. Là một vị tướng trọn đời vì nước, vì dân, ông nói, tôi sống ngày nào cũng là vì đất nước ngày đó. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã lùi xa hơn 65 năm và Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng đã xa rời cõi tạm gần 7 năm. Ông là một vị tướng văn võ song toàn, cống hiến trọn đời cho dân, cho nước, nên ông được toàn dân yêu quý và thờ phụng như một thánh nhân. Chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng luôn gắn liền với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, lừng danh và tên ông luôn bất tử cùng dân tộc. Cảm ơn quý vị ngắm lại đại tướng của chúng ta một lần nhé quý vị nhé. Đại tướng của học trò cưng của Bác Hồ nha. Bài hôm nay đến đây hết rồi. Kính chào quý vị và tạm biệt quý vị nha.